Hằng và Thanh Trang mến chào quý vị đang đến với kênh mua sắm qua truyền hình IZ Shop. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay đã là phụ nữ thì chúng ta vẫn thường hay quan trọng trang phục bên ngoài hơn là trang phục bên trong đúng không? Nhưng Thanh Trang ơi cũng như là quý vị ơi, đó là một quan niệm cực kỳ sai lầm. Bởi vì trang phục bên trong của chúng ta quan trọng gấp 3 lần so với trang phục bên ngoài. Bởi vì sao ạ? Đầu tiên đó chính là yếu tố tự tin, bởi vì nó sẽ tôn lên vóc dáng của chúng ta. Thứ hai đó chính là yếu tố sức khỏe, khi chúng ta lựa chọn những chất liệu tốt thì sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Và thứ ba, khi mà chúng ta tự tin và thoải mái thì chắc chắn sẽ rất là quyến rũ. Và ngày hôm nay với dòng sản phẩm đến từ bộ sưu tập đồ lót của thương hiệu Vita Della, chúng tôi đáp ứng đầy đủ những vấn đề này. Vâng, thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta nên thay đổi thói quen, bởi ngày hôm nay IZ Shop chúng tôi mang đến cho quý vị bí quyết làm đẹp của chị em phụ nữ, không chỉ giúp tôn lên vóc dáng của mình, vòng ba đầy đặn và quyến rũ, mà bên cạnh đó còn an toàn cho sức khỏe nữa. Đó chính là bộ sưu tập 20 chiếc quần lót đến từ thương hiệu Vita Della, thương hiệu Việt Nam. Như vậy rất là rõ ràng về xuất xứ. Còn chất liệu thì như thế nào, với 90% là cotton và 10% spandex, sẽ tạo cho chị em phụ nữ chúng ta một cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu và chúng ta hoạt động cả một ngày dài vô cùng thoải mái quý vị nhé. Và với 20 chiếc quần này, quý vị cũng đã quan sát với 5 màu sắc khác nhau: màu xanh đen này, màu hồng dâu ngọt ngào, màu đen quyến rũ, màu đỏ may mắn và bên cạnh đó là một màu da trung tính, 5 màu sắc với 4 kiểu dáng khác nhau để chị em phụ nữ chúng ta dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Và thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay giới thiệu trên IZ Shop chúng tôi với mức giá là 1 triệu đồng, quý vị sẽ được giảm ngay trên 400.000 đồng. Như vậy mức giá chỉ còn là 590.000 đồng mà thôi. Ngay hôm nay gọi về số tổng đài quen thuộc của IZ Shop chúng tôi 0839109898 sở hữu 20 chiếc quần rồi thì bên cạnh đó nhận ngay đó chính là phần quà tặng với 5 màu sắc khác nhau quý vị nhé: màu hồng này, màu trắng này, màu đỏ, màu da và bên cạnh đó là màu tím. Rất dễ dàng để quý vị và các bạn có thể diện với những cái bộ trang phục phía bên ngoài, giúp cho mình trở nên tự tin và quyến rũ hơn. Hoặc quý vị có thể xem thêm thông tin về sản phẩm và đặt hàng trực tuyến qua website quen thuộc azshop.net.vn. Nắm bắt cơ hội, chị em phụ nữ chúng ta hãy trở thành những người có vóc dáng thật là đầy đặn nè, quyến rũ và tự tin hơn quý vị nhé. Bộ sưu tập quần lót nữ Vita Della thiết kế tinh tế với ràn hoa sang trọng, 5 màu sắc thời trang trung tính bao gồm đỏ đô, xanh navy, đen, hồng, phong dáng chuẩn, phù hợp với người phụ nữ Việt Nam, phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Bộ sưu tập quần lót nữ Vita Della, 20 chiếc quần với 5 màu sắc và 4 kiểu dáng, giá hấp dẫn trên IZ Shop 590.000 đồng, ưu đãi đặc biệt trong khung giờ phát sóng, tặng ngay 5 quần lót cao cấp chất liệu thun lạnh khoáng mát. Quý vị và các bạn thân mến, là chị em phụ nữ thì ai cũng thích mua sắm và trưng diện cả. Chúng ta thích mặc những cái bộ trang phục phía bên ngoài thật nổi bật, tuy nhiên chúng ta lại quên đi những cái bộ trang phục bên trong. Và đặc biệt đó chính là những cái chiếc quần lót ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị một bộ sản phẩm chất liệu tốt này, và bên cạnh đó thương hiệu lại uy tín nữa, đảm bảo an toàn cho chị em phụ nữ của chúng ta, tôn lên vòng ba quyến rũ và đảm bảo sức khỏe của chị em phụ nữ của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất liệu tạo nên chiếc quần đến từ bộ sưu tập của Vita Della ngày hôm nay. Kim Hằng đang cầm trên tay một trong 20 chiếc quần lót đúng không? Và các bạn sẽ thử kéo giãn ra cái phần lưng này. Kéo giãn hết cỡ này. Và chúng ta kéo giãn mạnh như vậy, không biết là sau khi mà hoàn thành xong xem là chiếc quần có bị biến dạng không nhé. Wow, và Thanh Trang thấy như thế nào? Chiếc quần của chúng ta không hề bị biến dạng, bên cạnh đó thì nó lại có một hình dạng y như lúc ban đầu. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái và tự tin khi mặc. Và ngay bây giờ Kim Hằng sẽ cùng đến với một thí nghiệm thứ hai. Hiện tại ngay bên cạnh Kim Hằng thì đã chuẩn bị một ly đá khói để kiểm tra xem cái độ thông thoáng của sản phẩm ngày hôm nay. Bây giờ Kim Hằng sẽ bắt đầu thực hiện. Đây, cho phần đá khói này vào và chúng ta sẽ áp phần bề mặt của phần khung của sản phẩm Vita Della. Đây, quý vị cảm nhận như thế nào ạ? Toàn bộ phần khói của đá khói đã xuyên qua phần khung của sản phẩm quần lót Vita Della, chứng tỏ là một điều, quần lót của chúng ta cực kỳ thông thoáng. Khi mà chúng ta mặc cả ngày hoặc là chúng ta không có thời gian để mà thay đổi thì chúng ta vẫn không sợ cái tình trạng là bị bức bí và khó chịu khi mặc thông thoáng một tí đúng không? Và chưa hết đâu, với chất liệu là 90% cotton và 10% spandex, với chiếc quần này chất liệu rất là mát nha, rất là dễ chịu. Và điều mà Kim Hằng vừa thể hiện tạo nên cái sự thông thoáng của chiếc quần nữa thì chắc chắn là chị em phụ nữ của chúng ta sẽ hoạt động cả một ngày dài không hề sợ bị bức bí hay là bị khó chịu. Mà chất liệu đã tốt như vậy rồi thì Thanh Trang cũng phải chia sẻ, chúng ta
an tâm về thương hiệu của sản phẩm quý vị nhé. Với thương hiệu Vita Bella giới thiệu trên Asia Shop ngày hôm nay là thương hiệu Việt Nam, với 20 chiếc quần này được thiết kế bởi nhà sản xuất đã gia công với rất nhiều những cái sản phẩm nổi tiếng trên thế giới, với những cái thương hiệu mà quý vị đã quá quen thuộc như là Victoria Secret nè, Soi Âm chẳng hạn. Và như vậy là chúng ta đã quá an tâm về chất liệu của sản phẩm cũng như là xuất xứ của sản phẩm rồi. Với 20 chiếc quần và 5 màu sắc khác nhau, quý vị và các bạn cũng đã thấy từng đường may ở cái phần lưng quần này, phần cạp quần này đều rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Và không chỉ là chất liệu cô tông không, mà bên cạnh đó là một cái lớp ren phủ bên ngoài rất là mềm mại, và như vậy tạo cho chị em phụ nữ của chúng ta có một cái nét quyến rũ, bí ẩn. Và khi chúng ta mặc những cái chiếc quần ôm sát thì chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn tự tin, nó sẽ không hằn lên trên da thịt của chúng ta này, và cũng không hằn lên những cái bộ trang phục chúng ta mặc ở bên ngoài. Và điều đặc biệt đó là với những cái chiếc quần với cái độ co giãn tốt sẽ ôm trọn vòng ba và sẽ tôn lên được cái vóc dáng của chị em phụ nữ. Và thưa tất cả quý vị, còn với cái chiếc quần kế bên thì như thế nào ạ? Với những cái đường răng ten nhẹ nhàng thanh thoát sẽ tạo cho chị em phụ nữ một cái cảm giác vô cùng thoải mái khi mà chúng ta mặc những chiếc quần này. Và phía sau thì phủ thêm một cái lớp ren nhẹ nữa quý vị ạ. Và chiếc quần thứ ba, quý vị và các bạn cũng đã thấy là hai bên thân chiếc quần cũng phủ thêm một cái lớp ren nhẹ rất là mềm mại. Và cái kiểu dáng cuối cùng thêm một cái lớp ren ở cái phần thân quần nữa, như vậy thì sẽ tạo cho chị em phụ nữ chúng ta thêm độ quyến rũ bí ẩn và tạo nên cái sự hiện đại và thời trang của chị em phụ nữ. Đúng rồi, quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay với trọn bộ là 20 chiếc quần đến từ bộ sưu tập của Vita Bella thì quý vị sẽ được mua với một mức giá cực kỳ ưu đãi. Mức giá cũ là 1 triệu đồng, bây giờ giảm trực tiếp hơn 400.000 đồng, chỉ còn là 590.000 đồng. Và 20 chiếc quần này chúng ta sẽ thỏa thích diện trong rất là nhiều ngày, là với rất là nhiều màu sắc cũng như là kiểu dáng khi mà chúng ta muốn là lựa chọn để mặc với những trang phục kèm theo. Nhưng mà chưa hết đâu quý vị nha, chúng tôi còn sẽ tặng thêm cho quý vị những sản phẩm quà tặng cũng vô cùng hấp dẫn, đó chính là 5 chiếc quần lót cũng từ thương hiệu Vita Bella nhưng mà với chất liệu là thun lạnh, sẽ giúp cho chúng ta có một cảm giác vô cùng thoải mái. Và đặc biệt cảm giác mặc thun lạnh vào những ngày hè thì như thế nào, tất nhiên là sẽ rất là dễ chịu rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại những màu sắc trong bộ sưu tập của đồ lót của Vita Bella. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với màu xanh đen. Màu xanh đen thì sẽ tạo chúng ta cảm giác là huyền bí nè, mạnh mẽ nè. Tiếp đến đó chính là hồng dâu. Màu hồng dâu thì sẽ tạo cho chúng ta một cô nàng rất là nữ tính, mềm mại, dịu dàng. Và tiếp đến đó chính là 4 chiếc quần lót mang phong cách là màu đen. Với màu đen thì sao ạ? Màu đen thì cực kỳ dễ ứng dụng trong những bộ trang phục thường ngày. Và màu đen thì mạnh mẽ, là cuốn hút và rất là cá tính. Tiếp đến chúng ta sẽ là một sắc đỏ nồng nàn. Sắc đỏ này thì đầu tiên nó chính là mang đến sự may mắn, tiếp đến nó chính là sự mạnh mẽ và thích khám phá. Và cuối cùng trong bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay đó chính là những chiếc quần lót với gam màu là màu da. Màu da này thì nó nhẹ nhàng, nó tinh tế nhưng mà lại tạo cho chúng ta một cái sự rất là cuốn hút khi mà chúng ta sở hữu những chiếc quần này. Ngay bây giờ hãy gọi về tổng đài quen thuộc của Asia Shop chúng tôi để nắm bắt cơ hội mua sắm vô cùng đặc biệt này quý vị nhé. 0839109898. Chúng tôi đang đợi những đơn đặt hàng của tất cả quý vị. Hoặc quý vị cũng có thể đến với website quen thuộc của chúng tôi để xem thêm thông tin về sản phẩm và đặt hàng trực tuyến quý vị nhé. asiashop.net.vn. Nắm bắt ngay cơ hội mua sắm vô cùng hấp dẫn trên asiashop ngày hôm nay. Bộ sưu tập quần lót Vita Bella, chất liệu nhập khẩu cao cấp, 90% cotton và 10% spandex, an toàn về vệ sinh cho sức khỏe, phong dáng hoàn hảo ôm gọn cơ thể, tạo sự thoải mái tối đa cho người mặc. Bộ sưu tập quần lót nữ Vita Bella, may bằng kỹ thuật tiên tiến, đường may tinh tế chắc chắn, mối nối vắt sổ êm ái, đường chăn thun mỏng không gây vết hằn, không ảnh hưởng lưu thông máu, an toàn cho sức khỏe. Quý vị thân mến, Thanh Trang có đọc vài cái câu chuyện rất là sôi nổi của các chị em phụ nữ trên diễn đàn. Họ nói về trang phục bên ngoài và trang phục bên trong. Thì Thanh Trang thấy có một cái nhận định như thế này: trang phục bên trong thì giúp cho chị em phụ nữ chúng ta rõ ràng đẹp hơn và quyến rũ hơn. Mà tuy nhiên có nhiều người lại nói là trang phục bên trong vì là bên trong cho nên là không ai thấy, không ai để ý. Chính vì vậy mà người ta không quan tâm như chị Hằng vừa chia sẻ. Và thưa tất cả quý vị, bản thân Thanh Trang thì Thanh Trang thấy là với những cái bộ trang phục bên trong thì nó vô cùng quan trọng.
Nếu như mà ai có một cái quan niệm như vài chị em phụ nữ khác là nó không quan trọng thì đó là một quan niệm mà không đúng. Tại sao ạ? Tại vì những cái trang phục bên trong á, nếu như là những chiếc cái quần lót mà nó quá rộng thì chắc chắn là nó sẽ không tôn lên được vòng ba của chị em phụ nữ. Và nếu như mà những chiếc quần lót mà nó quá quá chật và nó không phù hợp với kích cỡ của chị em phụ nữ chẳng hạn thì nó sẽ hằn lên những cái vết đỏ, không lưu thông tuần hoàn máu, như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe. Và điều đặc biệt là nó quá bí bách, như vậy nó sẽ tạo một cái cảm giác rất là khó chịu. Và như vậy có rất nhiều vi khuẩn nó sẽ xâm nhập đến cái vùng da nhạy cảm của chị em phụ nữ. Như vậy thì không an toàn sức khỏe một chút xíu nào cả. Và điều đặc biệt nữa là với những cái bộ trang phục bên trong mà chị em phụ nữ chúng ta không coi trọng về xuất xứ rõ ràng chẳng hạn này, hoặc là chất liệu, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em phụ nữ rất là nhiều. Không tôn dáng này, ảnh hưởng đến sức khỏe. Và như vậy giúp chị em phụ nữ chúng ta không tự tin. Không tự tin thì chắc chắn là sẽ không giữ được lửa hạnh phúc của gia đình của chúng ta đâu. Tại sao ạ? Khi mà chúng ta có những cái bộ trang phục mà nó không tôn lên được cái vóc dáng thì chắc chắn là đấng mày râu, ông xã hay là người yêu của chúng ta chắc chắn là cũng không để mắt đến chúng ta nhiều lắm, đúng không Kim Hằng? Vì thế ngày hôm nay với giải pháp mà chúng tôi mang đến cho quý vị, sản phẩm đồ lót đến từ thương hiệu Vitabella chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ những điều này. Và ngày hôm nay như mà quý vị đang quan sát thấy, tổng cộng có đến là 20 chiếc quần lót với rất nhiều màu sắc khác nhau, có 5 màu sắc cơ bản, đó chính là màu xanh đen, màu hồng phấn, màu đỏ, màu đen, màu da. Tất cả những chiếc quần lót này sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn so với rất là nhiều bộ trang phục chúng ta cần có những cái đồ lót bên trong có những cái màu phù hợp, đúng không? Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi mỗi ngày, làm cho chúng ta cảm thấy vui hơn, cảm thấy phấn chấn hơn khi có quá là nhiều sự lựa chọn. Và ngày hôm nay quý vị ơi, chúng ta xin được nhắc lại là với chọn bộ 20 chiếc quần lót đến từ Vitabella thì chúng ta sẽ sở hữu một mức giá cũ là 1 triệu đồng. Nhưng trong khung giờ đang phát sóng thì chúng ta sẽ được giảm trực tiếp hơn 400.000 đồng, chỉ cần 590.000 đồng. Và bên cạnh đó, quý vị sẽ được nhận thêm những phần quà tặng rất là hấp dẫn, đó chính là 5 bộ quần lót làm bằng thun lạnh cũng đến từ Vitabella. Đếm sơ sơ thôi 25 chiếc quần lót mà chỉ có 590.000 đồng thì quá là hấp dẫn, đúng không ạ? Với chất liệu thun và cotton và bên cạnh đó là spandex thì quý vị cũng đã thấy là những cái đường chỉ rất là tinh tế, rất là đều, rất là đẹp như thế này, không hề hằn lên người của chúng ta mà đỏ hoặc là ngứa ngáy hay là khó chịu. Chất liệu tạo cho chúng ta một cái cảm giác vô cùng thoải mái và không hề gây kích ứng da nữa quý vị ạ. Và bên cạnh đó với cái độ co giãn rất là tốt, như vậy thì chị em phụ nữ của chúng ta để đảm bảo với cái chất liệu tốt như thế này, chúng ta vẫn có thể giặt bằng máy, nhưng mà tuy nhiên để chúng ta có thể sử dụng lâu dài và hiệu quả nhất thì chúng ta nên giặt bằng tay quý vị ạ. Và chúng tôi cũng phải chia sẻ thêm một cái thông tin là quần lót á thì chúng ta mặc 6 tháng để chúng ta thay đổi một lần. Và quý vị thấy đó, chọn bộ 20 chiếc quần lót như thế này chúng ta mặc không chỉ là nửa năm mà 1 năm hoặc là 2 năm quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những loại trang phục mà phù hợp với những chiếc quần mà chúng ta đang quan sát nha. Đầu tiên thì đối với những cái loại như là quần jean ôm, là quần bó, rồi váy bó, chúng ta không muốn là phải nhìn rõ những cái đường lằn của quần lót thì với những chiếc quần này là một sự lựa chọn hoàn hảo, cũng như là tạo được cái sự sang trọng nè, kín đáo và tinh tế cho người mặc. Và tiếp đến khi mà chúng ta diện những trang phục như là áo dài hay là những cái dạng là quần tay trắng mỏng với cái chất liệu là linen thì với những cái váy mỏng màu sáng thì chúng ta rất là mong muốn không nhìn thấy rõ quần lót. Thì ngày hôm nay với sự lựa chọn là quần da thì vô cùng tiện lợi, tuyệt với màu da của chúng ta là tạo nên sự kín đáo, quyến rũ, sang trọng cho người mặc, đồng thời cũng giúp là tôn lên vóc dáng của vòng ba rất là tuyệt vời. Và đối với khi mà chúng ta lựa chọn những cái dạng váy mỏng màu tối hay là các màu da tím than hay là màu đen thì sẽ tạo cho người mặc cái sự sang trọng, lịch sự cũng như là cùng màu với trang phục bên ngoài. Và tiếp đến khi mà chúng ta vận dụng để kết hợp với những chiếc áo ngủ hay là những chiếc áo lót thì nó sẽ rất là đồng bộ và rất là đẹp mắt. Bên cạnh đó thì tạo nên sự quyến rũ và hấp dẫn cho người mặc những sản phẩm ngày hôm nay mà chúng tôi đang mang đến cho quý vị. Và một lần nữa qua những hình ảnh thì chúng ta lại thấy rõ một điều rằng sản phẩm của chúng ta thì cực kỳ để mà ứng dụng với rất là nhiều trang phục khác nhau. Và quý vị có biết không ạ, chị em phụ nữ của chúng ta thì trong một tháng có một khoảng thời gian cảm thấy rất là khó chịu và bức bối bởi vì đến ngày đèn đỏ. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta sở hữu những chiếc quần này với cái sự co giãn tốt và mềm mại nhẹ nhàng thì những ngày này cũng sẽ không khó khăn lắm khi mà chúng ta đã vượt qua, đúng không? Vậy thì hãy gọi về tổng đài quen thuộc của AZTOP chúng tôi 0839109898 sở hữu ngay 20 chiếc quần chọn bộ với rất nhiều màu sắc như thế này, tặng
kèm theo 5 chiếc quần nữa. Như vậy tổng cộng không phải là 20 mà có tới 25 chiếc quần quý vị nhé. Mức giá vô cùng hấp dẫn và gọi về tổng đài quen thuộc ngay thời điểm này quý vị ạ. Quý vị thân mến, và khi gọi điện thoại đặt hàng đến IZ Shop thì quý vị hãy cung cấp thêm thông tin về số đo vòng 3 của mình để chúng tôi có thể dễ dàng tư vấn và lựa chọn những kích cỡ size phù hợp với tất cả quý vị nhé. Và Kim Hoa xin được nhắc lại kích cỡ để mà chúng ta gọi điện thoại dễ dàng đặt hàng hơn. Đó chính là vòng 3, nếu như mà quý vị dưới 90cm thì chúng ta sẽ phù hợp với những dạng quần có size là M. Còn nếu từ 90cm đến 98cm thì chúng ta sẽ phù hợp với những chiếc quần có số đo là size L. Và nếu từ 98 trở lên thì chúng ta sẽ phù hợp với những chiếc quần size XL. Như vậy là ngày hôm nay với rất là nhiều size, với rất là nhiều kiểu dáng thì rất là nhiều đối tượng có thể dễ dàng mặc được. Ngay bây giờ quý vị hãy tận dụng những khoảng thời gian đang ưu đãi, đang khuyến mãi này để đem về chọn bộ 25 chiếc quần lót chỉ với mức giá là 590.000 đồng. Bộ sưu tập quần lót nữ Vitabella thiết kế tinh tế với ren hoa sang trọng, 5 màu sắc thời trang trung tính bao gồm đỏ đô, xanh navy, đen, hồng, form dáng chuẩn, phù hợp với người phụ nữ Việt Nam, phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Bộ sưu tập quần lót nữ Vitabella 20 chiếc quần với 5 màu sắc và 4 kiểu dáng, giá hấp dẫn trên IZ Shop 590.000 đồng. Ưu đãi đặc biệt trong khung giờ phát sóng, tặng ngay 5 quần lót cao cấp chất liệu thun lạnh thoáng mát. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Kim Hằng và Thanh Trang rất vui khi đem đến cho quý vị dòng sản phẩm bộ đồ lót đến từ thương hiệu của Vitabella. Hy vọng là ngày hôm nay chúng tôi đã giúp quý vị phần nào thay đổi về những suy nghĩ từ xưa đến nay, rằng chúng ta chỉ quan niệm rằng trang phục ngoài quan trọng hơn trang phục bên trong. Và Kim Hằng xin được nhắc lại là trang phục ngoài chỉ có yếu tố làm đẹp thôi, nhưng trang phục bên trong thì có cả 3 yếu tố vô cùng quan trọng. Đầu tiên đó chính là bảo vệ sức khỏe của chúng ta, bởi vì với những chất liệu, với những kích cỡ này thì thường nó tiếp xúc với những vùng da nhạy cảm, thì nếu chúng ta quan tâm đến thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe nè. Thứ hai đó chính là làm đẹp. Khi mà một chiếc quần có kiểu dáng, có những cái đường may tinh tế và có những cái nghiên cứu kỹ lưỡng về những cái thiết kế của sản phẩm thì sẽ tôn lên vóc dáng của vòng ba của chúng ta. Và tiếp đến khi mà chúng ta tự tin, khi chúng ta quyến rũ thì yếu tố thứ ba, yếu tố hạnh phúc trong gia đình cũng như là tự tin hơn, thành công hơn trong cuộc sống thì là một điều mà ai cũng sẽ quan tâm. Gọi về tổng đài quen thuộc của Asia Shop chúng tôi 0839109898, sở hữu toàn bộ 20 chiếc quần, 5 màu sắc, 5 kiểu dáng khác nhau. Bên cạnh đó, chăm sóc khách hàng chu đáo hơn, Asia Shop chúng tôi tặng kèm cho quý vị đó chính là 5 chiếc quần lót chất liệu thun lạnh với những cái màu sắc màu hồng nhạt, màu trắng, màu tím, màu da và màu đỏ cũng vô cùng quyến rũ và hiện đại nữa. Vậy thì nhanh tay nhấc máy gọi về tổng đài quen thuộc 0839109898, hoặc quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm qua website quen thuộc asiashop.net.vn để cùng đặt hàng trực tuyến quý vị nhé. Nhanh tay sở hữu ngay hôm nay với một mức giá vô cùng ưu đãi. Quý vị thân mến, với sản phẩm ngày hôm nay thì Kim Hằng và Thanh Trang mến chúc tất cả chị em phụ nữ của chúng ta lúc nào cũng có một sức khỏe thật tốt nè, có một vóc dáng thật là đẹp, bởi vì chúng ta lúc nào cũng tự tin vào bản thân của mình và có một đời sống hôn nhân gia đình thật là hạnh phúc. Và quý ông ơi, nếu như mà quý ông đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, với tất cả những ưu điểm mà chúng tôi vừa nêu ra mà quý ông muốn chị em phụ nữ của chúng ta cũng có được những niềm vui như thế, thì hãy nhanh chóng nhấc máy và gọi điện thoại về cho chúng tôi. Bên cạnh làm quà tặng cho người phụ nữ thương yêu của mình thì có thể tặng cho mẹ, là tặng cho chị và những người thân trong gia đình cũng rất là tuyệt vời, một phần quà tặng trong khung giờ phát sóng với rất là nhiều ưu đãi và khuyến mãi. Và quý vị ơi, hãy nhanh chóng đưa ra quyết định của mình và đặt hàng với chúng tôi nhé. Nói đến đây, Linh Trang và Kim Hằng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.